Dạ, xin chào thầy và các anh chị em trong Học viện Bất Động Sản. Hello em. Dạ, thì hôm nay cũng được may mắn thì được lên sóng với thầy và các anh chị em. Thì hôm nay cái chủ đề thầy chia sẻ cũng khá là hay. Thì em cũng có chia sẻ về cái từ khi em biết đến Học viện Bất Động Sản. Từ khi mà em biết được thầy Quang thì cách đây cũng lâu rồi. Nhưng mà khi nghe được cái video mà thầy giới thiệu về những cái cuốn sách thì em đã bắt đầu em mua nguyên bộ cuốn sách Dạy Con Làm Giàu về để em học. Chia sẻ với mọi người thì là ngày xưa tới giờ thì em không bao giờ đọc sách ngoài những cuốn sách giáo khoa, nhưng là từ khi biết được cái video của thầy chia sẻ về cái cuốn sách Dạy Con Làm Giàu thì em thấy thật sự là hối tiếc vì sao mình không biết nó quá sớm. Khi mà em đọc được thứ nhất là cuốn Đắc Nhân Tâm, thứ hai nữa là cái cuốn sách Dạy Con Làm Giàu thì em biết là cái tư duy về hệ thống và cái cách sử dụng đồng tiền của mình và cách sử dụng những cái đòn bẩy xung quanh mình và cách giao tiếp với mọi người xung quanh như thế nào là tốt, như thế nào là hiệu quả. Thầy cũng chia sẻ khá em tâm đắc, cũng khá là hay, có nghĩa là đọc sách không cho mình giàu được nhưng mà đọc sách đó, nó sẽ cho mình một cái nền tảng kiến thức khá là lớn và những cái bài toán rủi ro để mà mình có thể khi mà mình hành động, tích cực hành động thì đó là những cái mà giải pháp mà mình khắc phục những cái rủi ro trong vấn đề mà mình làm việc hoặc là quá trình mình triển khai các cái công việc hoặc là các cái công việc kinh doanh của mình thì em thấy nó khá là hay. Từ lúc mà em biết đến Văn Lê cũng như Học viện Bất Động Sản thì em đọc những cuốn sách gì rồi? Đắc Dạ, Nhân thì hiện Tâm, tại em chỉ Dạy học Đắc Con Nhân Làm Tâm và Dạy Con Làm Giàu, và trong đó thì nó sẽ có một cái cuốn về kinh doanh, có nghĩa là Người Bán Hàng Vĩ Đại Nhất Thế Giới. có luôn cuốn À, sách này thì luôn. dạ, cái định hướng của em thì cũng giống như 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 này là em cũng có định hướng về kinh doanh. Em cũng nhận thức được là chỉ có kinh doanh đó, nó mới mang lại cho mình những cái giá trị mà thực sự là to lớn. Còn ở vấn đề làm công của em thì em cũng đã từng làm quản lý, cũng từng làm quản lý những cái đội nhóm, từng là trưởng nhóm, cũng lương cũng không phải là cao nhưng mà cũng 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 phải là ổn định đó. Nhưng mà em nghĩ như thế hoài thì nó cũng không 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 có cho em một cái kết quả nào tốt trong tương lai. Đó là cái cuốn sách mà anh mới đưa lên đó. Ngày xưa có một con bò á. Em đọc cái này chưa? Nó cũng ngắn thôi à. Em có thể đọc Dạ, sơ cái này qua thì hoặc em chưa, chắc em chưa đọc. Hôm nay chắc em sẽ mua là nó. em mua đơn hộ tác giả thì càng tốt. Đó, không biết Dạ. có những em là dân vi tính là em biết anh nói cách thức gì rồi nhưng mà thôi cố gắng mua tác giả Dạ. nó có 1.000 30.000 thôi. Mình mua để cho mình nhìn mình thấy như nãy anh nói là cuốn sách này anh để lót con chuột. À, mình tóm lại là nói rồi này nè, cái nó tóm tắt câu chuyện là câu chuyện ngụ ngôn sẽ tạo bước đột phá cho cuộc sống của chúng ta. Giống như em mới nói rằng là em có một công việc ổn định, có một công việc quản lý nó giúp em nó tồn tại, giúp em ổn định trong cuộc sống á, nhưng mà em Dạ. nhìn lại thời gian là nó chả đi tới đâu á, có nghĩa là nó cứ tồn tại và tồn tại hoài, nó không giúp em có thể là mua nhà mua xe đi du lịch vòng quanh thế giới hay là thoải Dạ. mái hơn về tài chính, thoải mái hơn về thời gian, đúng không? Dạ. Đó Khi mình thì làm càng cao quá thì cái thời gian của mình nó lại càng bị eo hẹp đi. Công việc thì rất là nhiều, mà vừa quản lý con người về quản lý công việc rồi tất cả mọi thứ xung quanh nó lại bị giảm đi cái thời gian của mình, là mình càng đâm đầu vào nó, mình cứ làm miết thì quanh quẩn cuộc đời mình nó cứ làm hoài thôi. đó là lý do mà cái quyển sách này nói á, các bạn và bạn Lê Vĩnh Thành nên đọc cái quyển sách này. Nó giống như là mình cứ cứ an toàn trong cái vùng đó, mình không biết rằng là mình đang bị phụ thuộc cho một cái con bò, và Dạ. có cái gì mà con bò này đi ăn chuối một cái là sống mình rất là ảnh hưởng Dạ đúng đó. rồi, nó cực kỳ Cho nên rủi ro. là cái quyển sách này là gia đình đó họ sống qua cái con bò đó, ăn uống gì cũng qua con bò, họ muốn mua cái gì họ vắt sữa ra xong họ đi bán, họ đi đổi. Thì một hai người thầy trò này mới tới cái làng đó và xin ở lại qua cái nhà đó, và người thầy đó giết con bò của họ luôn. Cái người học trò đó mới nói là ô thầy tại sao đi giết cái con bò của ta, gia đình người ta đang sống qua một con bò đó mà tại sao thầy đi làm điều đó các kiểu. Thì ông thầy đó ông đợi đó thời gian xong ông dẫn người học trò lại xong vòng bao nhiêu năm đó đó thì thấy rằng cái nhà này là hồi xưa là nhà nghèo nhất cái làng, và bây giờ là bắt đầu những cái người con trong gia đình đó là đứng ra nào là cày cuốc rồi buôn bán rồi kinh doanh mọi thứ rồi, tại vì cái con bò của họ đã bị ông thầy em giết đi rồi đó. Thì cái câu chuyện này là nó tóm gọn là như vậy thôi. Thì trong cuộc sống của mình á, mình hay bị giống như là bị trì trệ bởi mình thấy nó cứ an toàn ổn định á, rồi cuối cùng lỡ một chuyện gì đó tới là mình xoay sở không kịp được gì Thì em rồi. thấy là thầy cũng chia sẻ một cái cũng khá là hay, có nghĩa là
đọc sách đó, thì sao theo theo như cái cách thức của em ha, em đọc sách cái ý nào hay thì em note lại và em ghi chú vô để mà sau này là mình có thể mình đọc lại nhiều nhiều cái lần hai, nhiều cái lần tiếp theo thì nó sẽ thấm nhuần hơn cái cuốn sách đó. Và hơn thế nữa là khi mà mình đọc sách đó thì mình phải hành động và mình phải nhận thức được là trong cái những cái câu nói đó cái nào là đúng, cái nào là sai, cái nào là phù hợp với mình, cái nào là chưa phù hợp với mình trong hiện tại, rồi cái nào mà mình có thể sử dụng nó trong tương lai. Khi mà nghe thầy chia sẻ về cuốn sách Dạy Con Làm Giàu, thực chất là em khá là hứng thú. Sau đó em đăng ký luôn cái khóa học về bất động sản luôn. Và canh ngày thì em đi làm cho công ty. Buổi tối thì em về em khảo sát giá xung quanh nhà để em làm, em học cái phần thuê cho thuê. Cuối tuần thì em đi xem những cái căn nhà, đi xem thương lượng, đi đàm phán, cũng như là mình sẽ lên những cái kế hoạch làm sao để mình thu những căn nhà đó cho tốt. Đó thì mình hành động khá là nhiều. Để mà mình hiện tại thì em cũng đã có được 1 đến 2 căn thuê cho thuê rồi, thì nó cũng mang dòng tiền về cho em hàng tháng. Em đang làm 3 cái mà nãy anh chia sẻ, 3 cái điều mà giúp kiến thức á. 1 là đọc sách nè. Yeah. 2 là đi học nè. 3 là chơi với những người đang làm ngành nghề đó. Yeah. Tại vì anh biết rằng là em đang làm trong một cái đội nhóm. Thôi thôi là em, cái group của em trong Hồ Chí Minh giờ đang là group em được bao nhiêu bạn rồi? Dạ, cái group thì cũng tầm 20-30 bạn á thầy. À, nói chung là bạn nào mà không làm, không có năng động là nên cho out ra đi nha. Dạ. Chứ không là những con cu đó nó kéo nguyên cái team xuống á. Dạ. Thì em cũng hỗ trợ mấy bạn rất là nhiều, những cái bạn trẻ mà giống như giống một đợt vừa rồi thì có những cái bạn trẻ cũng rất là hứng thú để đi xem những cái căn nhà và muốn chốt. Thì em á, thì em thấy em cũng đã từng cái trải qua cái lúc đó rồi, em sợ mấy bạn mất tiền nên em phải đi xem giùm cho mấy bạn đó từ những cái tầng chợt, từ những cái con đường đi, rồi phòng đó xử lý như thế nào, rủi ro ra làm sao, cách cải thiện như thế nào, để mình phân tích ra cho mấy bạn đó, để mấy bạn tránh cái mất cái những cái khoản tiền mà lúc mà mấy bạn mới vừa ra mấy bạn làm rồi. Tại vì cái mấy bạn trẻ mà rất là hăng, rất là hứng thú, rất là cảm xúc, nên thành ra mình cũng đã từng trải qua đó rồi, nên mình chia sẻ lại cho mấy bạn để mấy bạn nhận thức được là cái những cái bài toán, những cái căn nhà mình cho thuê là nó có tốt hay không, để mà mấy bạn đưa ra và những xuống tiền cho nó tốt chứ tránh này mất tiền nữa. Thì đó thì cũng là một phần em chia sẻ lại cho mấy bạn. Nó có một cái phần nữa là trong forum rất là nhiều, anh thấy tu tế không, cũng kiến thức rồi. Dạ. Hỏi rất là nhiều, đôi khi các bạn nó không đọc hết á. À, đôi khi các bạn nó không đọc hết rồi các bạn nó hăng quá, mới vô là thấy công thức. Dạ. Rồi thấy hợp đồng, rồi thấy cách thức bán phòng, rồi cách marketing, hăng quá. Nên thì em cũng hỗ trợ mấy bạn đó về phần đó. Thì em thì cũng không phải là nhiều kinh nghiệm, nhưng mà những cái căn em làm thì đôi khi em cũng có một chút xíu kiến thức về cái phần đó thì em chia sẻ lại cho mấy bạn thôi. Rồi em học hỏi những cái bạn trẻ cũng xung quanh, mấy bạn về bán phòng nè, rồi mấy anh trong học viện, mấy anh lớn lớn có rất là nhiều căn và mình học được rất là nhiều thứ. Rồi mình kết hợp với những cái kiến thức mình học từ sách, mình tổng hợp từ học viện, rồi mình vô những cái khóa thuê cho thuê, mình xem thử những cái video hàng tuần nè, những cái kiến thức thầy với lại những anh khác tổng hợp lại trên đó, thì thực chất nó khá là nhiều. Đến giờ chắc em cũng chưa có hết á, hay là có hết rồi. Về khóa thuê cho thuê thì em xem cũng gần hết rồi thầy. Nghĩa là còn một số cái video gần đây thì em bận setup những cái căn cho thuê bên em nên là em cũng không có tham gia, nhưng mà em cũng phải xem lại để mà mình nắm được cái tình hình dịch bệnh này kia, mình nắm cái thị trường. Em nhớ tham gia vô group mà những cái team của bạn bán phòng á, để chi, để khi mà em chuẩn bị đi lấy phòng á, tại vì em không thể nào em có thể khảo sát được cái giá hết cái khu vực đó và tỷ lệ lắp đầy của khu vực đó, thì em dùng đồng bảy là em cái phòng đó lên, em đưa vị trí lên, em post vô cái group bán phòng mà hỏi là các bạn bây giờ là tôi đến lấy cái phòng này nè, các bạn coi thử rằng tôi lấy cái giá này có được hay không, đúng không? Giống như công thức. À, có học đã nói rằng là công thức như thế đó, 70% đó, nhưng mà mình không biết được cái giá mình bán ra chính xác thì làm sao em ra được mức 70%. Dạ. Thì em phải dùng cái đồng bảy của nhóm bán phòng á, còn cái team bán phòng giờ nó mạnh lắm, bán tùm lum, bán rồi luôn rồi đó. Dạ, mấy bạn bán dữ lắm thầy. bạn bán dữ dội lắm, thì em phải dùng cái đồng bảy của cái hệ sinh thái mà viện đã tạo rồi, em lấy sướng không vô. Dạ. Đó gặp biết rồi, xong rồi có cái hệ sinh thái sẵn rồi đó, em chụp lên em post vị trí phòng này bây giờ nè, tôi định giá như này là mấy anh em là coi thử gương là cái giá tôi đưa đầy đúng không, tại vì em phải có cái giá đúng rồi em mới bỏ vô cái giá em thuê, em bỏ thêm phí mà em cải tạo hay đầu tư thì mới ra được con số 70% chứ, đúng không? Đúng rồi. Mà là không bao giờ mà đi được hết khu vực ở đâu, đi không nổi đâu. Mà nếu như đi nổi là em không còn thời gian làm những khác, mà trong khi đang có một nhóm đi rồi tại sao mình không dùng lần 7. Dạ đúng rồi.
Cho nên giờ mấy bạn đi làm thuê cho thuê á, sướng lắm. Cứ coi xong rồi bóc quăng lên team bán phòng á, cho tôi cái khảo sát này nọ đi. Đó bạn này nó tôi chụp một ngày này, tôi đưa cho này nọ. Đó là coi như là em đỡ phải cứ bước đi khảo sát cái giá cái giá ra. Tại vì lúc đầu em đi khảo sát thì thứ nhất là em cũng học được. Tại vì em cũng muốn là tự mình trải nghiệm những cái bước đó, để thứ nhất là mình nắm được những cái thông tin, và em cũng sẽ có những cái bài học hoặc là có những cái giải pháp nào đó để mà tại vì em thực chất em đang làm song song bên cái phần mềm nữa, nên thành ra em muốn trải nghiệm từ từ cái bước không cho đến những cái bước 1, bước 2, bước 3, để sau đó em thấy là nó chưa đúng chỗ nào hay nó chưa phù hợp chỗ nào thì em cải thiện nó, em đưa nó thành những cái giải pháp mà những cái sản phẩm sau này của bên em bán ra nữa. Đó, nên là em thường là em sẽ tự tay đi, sau đó rồi em sẽ nhờ những cái đòn bẩy của học viện cũng như là mấy cái team bán phòng là mấy bạn hỗ trợ em rất là nhiều. Sau đó rồi em sẽ chọn lọc lại những bạn nào bán cực kỳ giỏi luôn. Đó, để em học hỏi lại mấy bạn. Nó khá là hay đó thầy. À, chúc mừng em. Là bữa giờ là em lấy được 2 căn thơ cho thơ rồi. Dạ. Và em bán hoặc đó ra là em có đang bán phòng ngoài cũng như đang đi kiếm thêm phòng để thuê thêm không? Dạ, hiện tại thì em đang tìm hiểu cái khu vực Gò Vấp, thì hiện tại nó sẽ có 1 căn 24 phòng thì em đang lên kế hoạch thu căn đó. Tại vì cuối năm thì em cũng đang sang cái đợt khách sắp nghỉ Tết lên đó thầy. Đúng rồi. Đó. Cái mùa này á là em phải nên lấy hàng mạnh, tại vì 2 yếu tố, 1 là Covid, 2 là sắp Tết người ta trả phòng á. Dạ đúng rồi thầy. Tại vì người ta trả phòng thì những người đang làm đôi khi người ta không có gồng nổi và người ta sẽ sang lại. Dạ đúng rồi thầy. Thì cái đó gọi là nguy cơ á, trong nguy có cơ á, mà nhiều bạn bạn cứ nói rằng ừ Covid thôi tôi không làm gì hết, mà trong khi 1 năm qua anh làm rất là nhiều việc luôn á, làm gọi là phải sắp xếp cái việc gì nên làm trước lên làm sau luôn á, tại vì mình làm online mà, offline cũng làm, online cũng làm. Đó thì cái mùa này nè, giống như những cái mùa ế ở thành phố Nha Trang này chẳng hạn, như ở Sài Gòn là bắt đầu người ta về quê nè, những thành phố lớn người ta về quê nè, là bắt đầu là cái người ta trả phòng nè, rồi ở thành phố Nha Trang những cái mùa mưa nè, 10 tháng 10 tháng 11 nè, đó là những cái mùa mà tốt nhất để mà mình đi đàm phán, để mình đi lấy nhà. Dạ đúng rồi thầy, cũng là đang tích cực đi tìm nhà. Thì hiện tại khu vực em đang làm là bên Gò Vấp và quận 1, em đang chuyển ngay khu vực này. Thì các bạn đi rất là nhiều, đi hành động hàng ngày luôn, ngày nào cũng đi xem nhà, ngày nào cũng đi xem phòng, tới khuya mới về. Yếu tố tiếp nha, mình nói tiếp rằng là 1 là Covid nè, rồi người ta trả nhà nè, để giúp mình kiếm được những cái nhà ngon. Cái thứ hai mình sẽ đàm phán được thời gian setup nhà. Dạ đúng rồi. Như bạn Vĩ vừa rồi, bạn nó hỗ trợ trong khó cầm tay chỉ việc á, bạn nó mới lấy một cái căn nhà trên đường Duy Tân, ở quận Phú Nhuận đó. Yeah. Và bạn yêu được gần bữa anh nói 1-2 tháng gì á, miễn phí. Mà trong khi bây giờ đang miễn phí tiền nhà mà bạn đó đã bán được gần 50% cái tòa nhà đó rồi. Đó nhiều bạn không có kiến thức á, cứ nghĩ rằng là ồ thôi thấy nhà ngon quá, nhà đẹp quá tôi phải lấy thôi, xong rồi trả cái điều gì hết. Không có lời từ khi thuê á. Nó là năm 2020 này nè, mình mua bất động sản rất là nhiều. Mình không những mình mua hết cái tiền mặt của mình mà mình còn dùng đòn bẩy nữa. Những cái sổ này là bạn thấy là những cái sổ mà ngân hàng đang giữ giùm nữa đó. Chứ những cái sổ này là thường mà cái bạn vay là ngân hàng họ sẽ giữ sổ. Những sổ này là những sổ rảnh. Tại vì sao mà mình mua rất là nhiều trong năm 2020? Tại vì mình mua được giá tốt, mình mua được vị trí tốt. Mà nếu như năm 2019 mà hoặc là Covid đó không tới là không bao giờ mình mua được. Đó gọi là trong nguy có cơ đó. Nên thành ra các bạn mà có kiến thức, các bạn mà có những cái kiến thức về kinh doanh bán hàng á, cũng như bạn có những dòng tiền á, thì bạn luôn luôn bạn thấy trong nguy lúc nào cũng có cơ hết á. Và đa phần số đông á, người ta sẽ thấy cái điều đó là nguy á, người ta sẽ bung. Đó giống như là vừa rồi chứng khoán cũng vậy. Đó hiện tại mình cũng bắt đầu tìm hiểu về chứng khoán, tại vì cái gì vậy là mình không bao giờ mình dừng lại các bạn. Mình không bao giờ mình dừng lại cái chuyện là mình có một con bò bất động sản hay mình có một con bò về kinh doanh là mình không dừng lại, mà mình đang nghiên cứu thêm về chứng khoán nữa. Nó mình không bao giờ mình dừng lại. Đó là lý do mình bỏ cuốn sách này làm rơi con chuột là gì á. Chứng khoán vừa rồi cũng vậy. Đó là những cái người mà người ta đầu tư chứng khoán mà người ta hiểu á, là cái mùa vừa rồi là chứng khoán mà nó xuống đáy á, đỏ lét á. Đó là cái thời cơ để cho người ta gom á, còn nhiều bạn thì đỏ cái sổ á, bung hết luôn. Thì lúc nào cũng bị cái dòng tiền không giờ mất đi á, nó chỉ chuyển từ cái người thiếu kinh nghiệm qua cái người có kinh nghiệm thôi. Thì những quyển sách, những cái khóa học, những cái nhóm mà bạn chơi, những cái người mà bạn chơi á, nó chỉ giúp bạn khoảng 50%. Còn lại là bạn có dám hành động nữa hay không thì nó giúp bạn giàu có thành công nữa. Rồi, Thành em có gì chia sẻ nữa không? Có hỏi gì trong hôm nay không? Dạ không thầy, em chỉ chia sẻ những cái kiến thức mà từ tháng 9 tới nay là em tổng kết được, với lại em học được và đã đạt một số cái thành quả nhất định về dòng tiền thụ động. Thì em muốn chia sẻ vậy thôi thầy. Mình chia sẻ bạn một cái điều này nè. Đó là lý do nãy mình nói bạn Thành là nhiều khi chưa chắc coi hết cái nội dung trong cái khóa thuê cho thuê. Mình chia sẻ cho bạn cái forum của học viện nè. Các bạn thấy đây. Mình tin chắc rằng là đến bản thân mình á còn chưa coi hết được cái trong forum nó sẽ đừng nói gì bạn Thành.
Tại sao? Đây là những cái buổi học nè, rồi những cái kiến thức tổng hợp nè, rồi bạn coi những cái cách tính nè, rồi coi những cái thắc mắc nè, gần 300 mấy cái thắc mắc trong đây, bản thân mình chưa có thể đọc hết những thắc mắc này. Tại sao? Tại vì những bạn cộng sự như là bạn Ngọc, bạn Vĩ nè, là những anh em cộng sự hồi xưa nè, đó là cái trả lời nè, để mình cho bạn xem cái kiến thức tổng hợp nằm ở đây, nó gồm những cái gì về cách kinh doanh. Khi mà làm một cái điều gì á, bạn nhớ rằng á, tại sẵn tiện bạn Thành đang làm thơ thơ là mình chia sẻ với bạn một chút về cái kiến thức về thơ thơ, nó bao la bát ngát lắm, chứ không phải là bạn thấy rằng là bạn có cái kỹ năng về sửa chữa, bạn có kỹ năng về bán phòng, rồi bạn biết nói chuyện ở nhà không đâu. Bạn phải kết hợp mọi thứ và bạn phải có một cái đội ngũ nữa. Như nãy mình chia sẻ, bây giờ mấy bạn mà làm thơ cho thuê trong một viện sướng lắm, không cần phải đi khảo sát nhiều nữa mà nhờ có đồng bảy team bán phòng. Bạn nào mà đang làm thơ thơ mà không biết dùng đồng bảy có team bán phòng là bạn đang chậm với những bạn thơ khác, mặc dù đang học cùng một khóa học á, bạn lưu ý gì đó. Nên lúc nào mình phải sáng tạo đó. Tại sao có những người họ học cùng một khóa học, họ đọc một cuốn sách, họ chơi những nhóm bạn, học một thầy, họ học cùng trường, nhưng mà các người nó kiểu này người kiểu kia, là do cái sự sáng tạo trong cái đầu họ các bạn đó. Họ nhanh nhạy trong đầu đó hay không. Trong đây là các giáo trình biểu mẫu hợp đồng là mình đã chia sẻ các bạn rồi. Làm gì vậy, bạn phải hiểu được rằng là khi mà mình ký hợp đồng á với chủ nhà á, là mình phải ký như thế nào. Đây hợp đồng thuê nhà nè, ký với chủ nhà nè, rồi một phần cho thuê nhà, một phần là nguyên căn nè, hợp đồng với khách là như thế nào nè. Các bạn phải vào đây bạn coi ha. Giống như những cái buổi học này á, là mình tham gia là mình sẽ biết được những cái kiến thức trong cái vô trực tiếp này. Nhưng mà những cái mà thắc mắc trong đây nè, cũng như những cái kinh nghiệm cho thuê thực tế, những cái tour là bản thân mình đôi khi mình coi chưa hết nữa. Tại vì trong học viện thì nó rộng kinh khủng. Đó, cho nên các bạn nào á, mà đã tham gia học viện bất động sản, lò công nghiệp, hoặc là tham gia bất kỳ một học ở đâu á, mà đâu các bạn mà học hết đây, điều khi các bạn còn giỏi hơn cái người giảng viên, người thầy đang hướng dẫn các bạn á. Ở đây đi tour rất là nhiều nè, đi tour quận 7, Hồ Chí Minh, ở Hà Nội, Nha Trang này. Đôi khi bản thân mình chưa đi từng cái tour này nữa, mình chưa có thời gian để mình coi hết nữa. Đó là một cái chia sẻ về cái mà nãy mình mới hỏi bạn Thành, là chưa chắc bạn Thành coi hết cái nội dung đâu. Cảm ơn bạn Thành rất là nhiều.